Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi được tên trên PC của mình nha. Thì có nhiều bạn cũng không biết cách này lắm, muốn đổi tên nhưng mà không biết cách làm cái nào, thì mình sẽ hướng dẫn 4 cách đơn giản cho các bạn cùng tham khảo nha. Thì đầu tiên các bạn vào Disk PC cho mình nha. Các bạn bấm chuột phải vào Disk PC nè, chọn rồi phê tịch nè. Đó. Các bạn sẽ xem được cái tên nó đang có trên máy là gì. Ví dụ cái máy của mình đang có cái tên là Khánh Tùng nè. Đó, thì mình muốn đổi một cái tên khác. Thì mình sẽ, các bạn nhìn cái góc bên phải này có chữ là Change Setting nè. Đó, các bạn bấm vào đó cho mình. Đây, nó sẽ ra các bạn như này. Thì cái ở dưới cái mục ở dưới cái này nó sẽ có cái chữ To Rename này. Các bạn chọn vào Change cho mình. Đó, nó sẽ ra cái mục để cho mình đổi cái tên nè. Đó, các bạn làm theo y như mình là được nha. Các bạn xóa đi, các bạn muốn đặt cái tên gì cũng được. Còn mình thì mình sẽ đặt ví dụ như là hướng dẫn rename đây. Rename là đổi tên. Rồi các bạn bấm vào OK cho mình nha. Nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo là kêu các bạn lưu mấy cái chương trình lại để khởi động lại máy á. Đó, các bạn cứ bấm OK cho mình. Đó, rồi đóng cái bảng này lại. Thì nó sẽ hiện ra cái bảng đó là yêu cầu khởi động lại nè. Để hoàn tất thay đổi tên thì mình bấm khởi động lại sau đi. À, các bạn để ý cái phía dưới này nó sẽ có cái chữ dưới đây là tên của mình sẽ được thay đổi sau khi khởi động lại máy tính nè. Đó, như vậy là hoàn tất rồi các bạn. 2000 years later. Rồi, sau khi khởi động lại thì mình vào kiểm tra thử nó đã đổi tên chưa nha. Các bạn cứ bấm vào chuột phải vào PC nè. Ok, tên của mình đã được đổi thành là hướng dẫn rename rồi nha. Thành công rồi nha. Rồi, cách thứ hai thì mình sẽ dùng bằng setting nha. Thì các bạn bấm vào win nè. Ở trên đây nó sẽ có một cái mục đó là setting nè. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím là win với lại nút y nha. Các bạn bấm vào win y thì nó sẽ vào thẳng vào setting cho mình luôn. Đó. Rồi các bạn chọn cho mình một system nè. Đấy, các bạn kéo xuống dưới thấy cái chữ About không? Đó là giới thiệu về máy của mình đó. Đó. Rồi, ở dưới đây nó có một cái mục này các bạn kéo xuống, có mục là Rename Disk PC này các bạn. Đó, các bạn cứ bấm vào cho mình. Đây, nó sẽ ra cái bảng này, các bạn chỉ cần đặt lại cái tên mới là xong thôi. Thì mình sẽ đặt lại là Khánh Tùng lại nha. Đó. Rồi bấm Next. Rồi, nó cũng sẽ hỏi mình là có muốn retire lại hay là retire lại sau. Thì mình cứ bấm là retire lại sau đi. Đó. Thì nó cũng sẽ báo cho mình một cái tên đó là Khánh Tùng sẽ thay đổi sau khi retire này. Các bạn thấy không? Đó. Tiếp theo là cái cách đổi tên hiển thị khi chúng ta đăng nhập vào máy nha. Mỗi lần khởi động lên nó sẽ hiện lên đó. Thì cách này bằng Ctrl Panel nha. Các bạn cứ nhập cho mình là Ctrl Panel. Đó. Sẽ mở cái bảng này lên. Thì các bạn chọn vào một Change Action Type nè. Đó. Các bạn nhấp vào cái tên của mình. Ở đây có một là Change Account nè. Đó, các bạn cứ đổi tên đăng nhập đi. Ví dụ mình muốn đổi thành cái tên Rename đi. Rồi sau các bạn bấm Change Rename. Đó là xong rồi, thấy không? Là mình sẽ được cái tên Rename. Và một cách nữa thì các bạn sẽ sử dụng cho mình là WinR nha. Tổ hợp phím WinR, các bạn ghi cho mình cái dòng chữ như thế này. Đó. Rồi các bạn bấm OK, nó sẽ mở lên cái bảng thông báo này. Các bạn tích vào cái dấu trên đây. Sau đó các bạn bấm vào Properties nè. Nó cũng sẽ hiện ra cái tên cho mình thay đổi luôn. Mình muốn thay đổi theo ý của mình thì mình cứ nhập vô thôi. Đó. Rồi bấm OK cho mình. Rồi bấm Apply. OK. Rồi. Trên đây là những hướng dẫn của mình về cách thay đổi tên PC. Nếu thấy video hữu ích, các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe, đăng ký kênh YouTube nha.